Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn vừa đến giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường Châu Văn Liêm về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, kinh tế của phường Châu Văn Liêm duy trì phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Toàn phường hiện có 299 cơ sở công nghiệp xây dựng, 2.799 cơ sở thương mại dịch vụ và mua bán nhỏ. Qua đó tạo việc làm cho 6.196 lao động. Tổng diện tích xuống giống lúa 3 vụ đạt 975 hectare năng suất bình quân đạt 6,15 tấn một hecta. Công tác phòng chống dịch chủ động trên gia súc gia cầm được quan tâm thực hiện. Về giáo dục, Tỷ lệ quy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt theo chỉ tiêu quận giao. Đến nay đã xã hội hóa được gần 400 triệu đồng để chăm lo cho các em học sinh khó khăn dịp đầu năm học mới. Công tác giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương được chú trọng. Đến nay đã giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động đạt hơn 88% kế hoạch năm. Tỷ lệ bảo hiểm y tế đến nay thực hiện đạt hơn 74% dân số, bảo hiểm xã hội đạt hơn 23% dân số trong độ tuổi lao động. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ đến các đối tượng theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.